Nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý đang có mặt tại Bảo tàng Hà Nội và các quý vị khán giả đang theo dõi lễ tôn vinh các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đông y tiêu biểu và các phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC Now. Xin gửi tới quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tôn vinh các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đông y tiêu biểu và các phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao là một trong những hoạt động trọng tâm được Hội Đông y thành phố Hà Nội tổ chức trong sự kiện Ngày hội Đông y năm 2023 vì sức khỏe cộng đồng, nhằm tăng cường phổ biến kiến thức đông y tới toàn thể nhân dân và lan tỏa giá trị tuyệt vời về sức khỏe mà đông y mang lại cho cộng đồng xã hội. Đây cũng là dịp để tri ân, biểu dương những đóng góp quan trọng, không ngừng nghỉ của các tập thể, cá nhân cho sự phát triển của Đông y thành phố Hà Nội nói riêng và Đông y Việt Nam nói chung. Kính thưa quý vị, nền Đông y Việt Nam là một bộ phận di sản văn hóa của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, nền Đông y Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của toàn dân tộc ta. Trên suốt chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc, cũng như trong những năm tháng tích cực đổi mới để phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền đông y nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn cùng với những bước phát triển mạnh mẽ và có vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong suốt chặng đường đó, những người làm công tác y dược học cổ truyền luôn ngày đêm tâm huyết nghiên cứu, tìm tòi, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đông y từ đời cha ông để lại, mang tinh hoa của nền y dược học Việt Nam kết hợp với y học phương Tây để mang lại kết quả tốt nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt tại đây để tôn vinh những cống hiến, những đóng góp, hình ảnh và y đức tuyệt vời của họ. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay, xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Thục, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bà Đoàn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Y học cổ truyền, Cục Quản lý Y học cổ truyền Bộ Y tế. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội. Đến dự buổi lễ tôn vinh của chúng ta ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, hội viên Hội Đông y thành phố Hà Nội và Hội Đông y các tỉnh thành, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo nhân dân thủ đô và nhân dân các tỉnh thành lân cận. Xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, ngay lần đầu tiên được tổ chức, lễ tôn vinh các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đông y tiêu biểu và các phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp, những người làm công tác chuyên môn trong ngành y tế nói chung và ngành đông y nói riêng, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Chương trình đã mang lại ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, cổ vũ tinh thần học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ, y đức của đội ngũ y bác sĩ, lương y, thầy thuốc, nâng cao chất lượng các doanh nghiệp và cơ sở khám chữa bệnh. Đến 29 tháng 10 tại Bảo tàng Hà Nội, ngày 27 đến 29 tháng 10, triển lãm y học cổ truyền vì sức khỏe cộng đồng. Ngày 28 tháng 10, lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Đông y thành phố Hà Nội và trao tặng bằng khen vì sự nghiệp y dược cổ truyền. Ngày 28 và 29 tháng 10, khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 bệnh nhân. Thưa quý vị, phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng vinh danh các cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đông y và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, được vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu những cá nhân có tên sau. Xin được chúc mừng ông Trần Nhật Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y quận Ba Đình. Và xin được chúc mừng ông Trần Cường, Chủ tịch Hội Đông y quận Hai Bà Trưng. Chúng tôi xin được chúc mừng bà Nguyễn Thị Minh,
Chủ tịch Hội Đông y huyện Ba Vì. Xin được chúc mừng ông Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch Hội Đông y quận Hà Đông. Chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu bà Phạm Thị Thoa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y huyện Đông Anh. Và xin được trân trọng kính mời và chúc mừng ông Hoàng Minh Chí, Chủ tịch Hội Đông y huyện Sóc Sơn. Xin được chúc mừng bà Lưu Thị Hồng Sen, Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Sóc Sơn. Xin chúc mừng ông Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Đông y huyện Gia Lâm. Xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân Điềm, Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Mỹ Đức. Và xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Bá Đạt, Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Thanh Oai. Xin được chúc mừng ông Đặng Văn Cương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y huyện Ứng Hòa. Xin chúc mừng, trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hồng, Hội viên Hội Đông y huyện Đan Phượng. Xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hữu Gián, Chủ tịch Hội Đông y huyện Hoài Đức. Và chúc mừng mời lên sân khấu ông Ngô Viết Tài, Chi hội trưởng Chi hội Đông y Hợp tác xã Thuốc dân tộc Chùa Bộc. Xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Vĩnh Hồng, Chi hội phó Chi hội Đông y Hiện đại. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy thuốc nhân dân, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Thục, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam lên sân khấu để trao bằng khen cho các cá nhân tổ chức. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là 15 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đông y và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, được vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Và chúng ta cũng đang được theo dõi thầy thuốc nhân dân, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội, và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Thục, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam, đang trao những bằng khen cho những cá nhân tiêu biểu trong chương trình. Chúng tôi xin mời hai đồng chí lãnh đạo sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những cá nhân tiêu biểu trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo. Và một lần nữa xin được chúc mừng các cá nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng trở về vị trí để theo dõi.